gì vậy? Trời ơi, đúng là mời được anh Tuấn đi ăn á, lâu thiệt là lâu luôn á. Anh cũng chờ lâu thiệt là lâu luôn á. Không, nhưng mà chắc là tại em á, tại vì em cũng mới đổi công việc mà. Với lại anh cũng biết rồi á, công việc mới mà anh giới thiệu cho em đó, em cũng chưa có ổn định lắm cho nên là cũng chưa sắp xếp được thời gian. Giờ mới sắp xếp được nè. Anh hiểu mà, anh cũng vậy, anh cũng lo công việc trên thành phố suốt à, vả lại còn lo thêm việc của ba anh với cô Lung nữa. Trời ơi, anh đừng có lo cho bác dễ. Bây giờ bác dễ là phải để cô Lung lo. Ha, nói chung thì ai cũng cần một người bạn đời để mà hủ hỉ tâm sự. Ừ. Vậy còn anh sao? Anh á? Sao biết anh chưa có? Ủa? Vậy là anh có bạn gái rồi hả? Bộ anh không được có bạn gái à? Không được, được. Sao em ngạc nhiên quá vậy? Em đâu có ngạc nhiên đâu. Ý em á là em mừng cho bác dễ á, lúc nào bác dễ cũng lo lắng về anh hết á. Chiều nay em phải kể cho bác dễ biết mới được. Vậy là từ nay về sau tâm bệnh của bác đã được giải tỏa. Vì tâm bệnh của anh thì ai chữa lành được đây? Gì vậy? Anh bị sao vậy? Đâu có. Chứ sao tự nhiên thẫn thờ vậy? Đâu có gì đâu. Anh em muốn gì không? Quên quên. Em ăn gì không? Gọi món đi ha. Quên quên quên. Hả? Bữa nay hẹn cà phê á, em cũng tính kể anh nghe vụ này. Vụ gì em? Trời ơi, cập nhật thông tin trễ quá à. Ba bé Lan anh quý á, biết không, biết không, biết vụ đó không? Anh biết chứ. Biết rồi hả? Biết đâu rồi. Trời ơi, hay vậy, idol, idol anh biết. Đâu có, anh biết luôn mà. Anh biết luôn hả? Ờ. Biết cái gì? Thì anh quý là ba của bé Lan. Tức ghê á. Ý là anh quý ba bé Lan á. Ba đây, ba đây. Anh quý ba bé Lan bị bê đê. Thôi. Ai đồn? Sớm mình đồn. Sớm mình đồn quá hả? Ừ. Chúng ta đã sống vì điều gì? Một ngày trôi qua bộn bề bao nhiêu nghĩ suy. Nỗi buồn đau đây mà sao nhanh đến rồi đi. Cho ta những cảm xúc vô vị. Chúng ta có nhớ được những ngày bình yên hồn nhiên vô tư nói cười. Dù chỉ là một điều hạnh phúc nhỏ nhoi, thật khó qua đây thôi. Chúng ta đã sống vì điều gì? Sao? Con chọn được cái nào chưa? Con đang phân vân không biết nên chọn cái mẫu nào đây nè. Ừ, con nghĩ mẹ nên chọn này đi. Cái này là cô Tiên nè. Còn hai cái này thì cho hai bác. Ừ. Con định chọn cái mẫu này á cho anh chị hai. Mà không biết anh chị có chịu đám cưới không nữa. Trời ơi, anh chị của con lớn tuổi rồi, sợ người ta nói ra nói vô đó mà. Nhà con có hai chị em à. Con từ đó tới giờ làm cái gì cũng rần rần, cũng tưng bừng hết á. Còn chị hai lúc nào cũng lặng lẽ. Thấy tội nghiệp chị ghê luôn á. Rồi con có hỏi ông Dễ thử coi làm sao? Thôi thôi, má đừng có nhắc tới ông Dễ nữa, nhắc tới con bực bội thêm nữa. Má nghĩ đi, người phụ nữ á, người ta ai cũng mong muốn trong đời mình có ít nhất được một lần mặc áo cô dâu đúng không má? Ừ. Vậy mà ổng cứ làm thinh không à. Cái này cũng hơi bị khó lòng ha. Dạ thì đó, chị hai con á thì trong lòng á lúc nào cũng muốn đám cưới hết á, nhưng mà tại vì ông Dễ mà không chịu cho nên chị hai phải chịu theo, phải cắn răng phải chịu đựng. Tội nghiệp chị hai dễ sợ luôn vậy đó. Thuyết phục thử coi coi cổ có chịu hay không thôi. Không có được đâu má, trời, tính của chị hai con biết mà.
Chị hai con á là cái gì là ra cái đó. Khổ ha. Thôi, mẹ đừng có buồn nữa. Mẹ cứ dưa lên đi. Chị gần lại, cứ để con lo. Cái gì? Con lo cái gì? Dạ, thì con lo cái bụng trước cái đã. Nãy giờ con suy nghĩ nhiều quá, con nói bụng rồi. Trời ơi. Thiệt. Ngày hôm nay, con mời mọi người ở đây trong cái bàn tròn này để con thông báo một chuyện. Chuyện gì làm nghiêm trọng vậy ông? Chuyện gì vậy con? Và đây là anh Quý. Trời đất ơi, tưởng nói chuyện gì cậu Quý ở sớm này ai không biết. À Tuấn nè, hôm nay chú cũng báo con một chuyện rất là hệ trọng. Dạ. Chú biết Quý rồi. Còn chuyện gì nữa không? Dạ có chứ. À dạ, anh Quý đây là đàn anh khóa trên của con lúc học đại học. Tuấn à. Dạ. Cái chuyện này thì mọi người cũng đã biết rồi. Bởi vì là do Châu nói, mình còn cái đề tài nào mới hơn để nói không? Dạ con. Vậy thì để con xin trân trọng tuyên bố với mọi người, mối lương duyên giữa anh Quý và cô Lây chính là nhờ anh Tuấn. Cái gì? Má nghĩ đi, người phụ nữ á, người ta ai cũng mong muốn trong đời mình có ít nhất được một lần mặc áo cô dâu đúng không má? Ừ. Vậy mà ổng cứ làm thinh không ạ? Cái đàn ông khó lòng ha. Dạ thì đó. Chị hai con á thì trong lòng á lúc nào cũng muốn đám cưới đó. Mà ổng á thì ổng không muốn. Thành thử ra chị hai cứ phải chiều ổng, rồi phải cắn răng phải chịu đựng, chiều theo. Tự nhiên mình bị thiệt thòi. Chào con. Trời ơi, con tưởng ông đang ngủ không á. Dạ, con chào bác Dễ. Ngồi đi con. Dạ. Bác ơi. Bác có đói bụng không bác? Không. Ủa con đói hả? Dạ không. Sao con hỏi bác có đói bụng không? Dạ, tại thừa con suy nghĩ nhiều, con sẽ đói bụng. Con thấy bác đang suy nghĩ, con nghĩ bác đói bụng á mà. Hay quá ha. Rồi sao con suy nghĩ vậy? Dạ lúc nãy con thấy bác nghe mẹ và nội con nói chuyện đúng không? Mà bác ơi. Sao? Bác còn nhớ lời hứa của con không bác? Nhớ chứ. Giờ con muốn bác làm gì nè? Dạ con muốn bác làm chú rể của bác luôn trong ngày cưới của mẹ con được không bác? Bác, đây là lời hứa đó. Và cũng là một lời đề nghị đó nha bác. Mà lời đề nghị của con cũng là điều bác đang suy nghĩ trong đầu đúng không? Con biết cái gì bác suy nghĩ trong đầu? Dạ, thì con là thiên thần, con là tiên mà. À, té ra từ nãy giờ là bác đang nói chuyện với lại tiên con đó hả? Vậy là bác đồng ý rồi đúng không bác? Không. Ủa, sao vậy bác? Không thể từ chối. Dạ mọi người ơi, nhân dịp ngày hôm nay á, sớm mình có mặt đông đủ, con xin mọi người hãy chú ý nghe anh Tuấn nói hết câu chuyện. Dạ, ngày hôm nay con xin phép thưa với mọi người một chuyện, đó chính là anh Quý ở đây á không phải là kiểu này kiểu kia như mọi người nghĩ đâu. Mọi người nghĩ vậy á là sai sự thật rồi hả? Dạ đúng rồi, chuyện đó không phải là sự thật nè. Con nên nhớ bữa hổm bà đã từng nói với con nít không được nói láo nói dối. Dạ đúng rồi, con đâu có nói láo đâu. Tại bà Quyệt cũng muốn gả chị Châu cho ba con hoài à. Mà lúc đó ba con cũng gặp mẹ Tiên Lai nữa. Mà mẹ đâu phải là người bình thường đâu đúng không? Vậy thôi hả? Dạ. Trời đất ơi, cũng tại nó nói ba con không có thích người phụ nữ bình thường. Đừng tự nhiên cái bà nội nó kéo đi lẹ lẹ, mẹ nít đâu có được nói bậy bạ. Thành thử tôi cứ nghi vấn tôi mới suy diễn. Tại kỵ hết đó. Chị làm cho cả cái xóm này xôn xao cái suy diễn của chị đó. Tôi biết rồi. Thôi. Kính thưa mọi người, tôi xin đại diện cho vợ tôi xin lỗi mọi người về cái chuyện tâm hớt của vợ tôi. Thôi bây giờ bỏ qua cái chuyện đó đi. Bây giờ mình lo cái chuyện đám cưới cho mấy đứa nhỏ được chưa? Quá được á mình. Xí
cho ý kiến chút xíu đi. Cái gì? Mọi người bàn tán xong hết chưa? Xong rồi đó. Đó, bây giờ là tôi muốn nhờ mọi người một chuyện. Mọi người giúp tôi nha. Chuyện gì? Chuyện gì ba? Chuyện gì anh vậy? Chiếu thôi. Nhỏ là chuyện gì? Tổ chức giùm tôi cái đám cưới đi. Cho ai? Cho tôi. Tôi làm chú rể để rước cô dâu về Vinh. Trời ơi. Ê, qua kìa, cả một đời người mà nói chuyện nhỏ kìa. Ê, tôi có ý này. Sao? Đây là cái lúc mà làm đám cưới cho Lay với lại Quý. Thì làm đám cưới này luôn, này là hai cặp chị em lung lay. Trời ơi, xong Mỹ Lâm Môn nha. Đúng rồi. Gì nữa? Trời đất ơi, hai cái cặp này mà đám cưới cùng một lúc nha. Cái xóm nhà hát mình nổi tiếng luôn á. Trời ơi, ngon lành. Quý dễ lung lay.